Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 18 tập 2 ở trong quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 3 bộ sách kết nối. Đó là bài Núi quê tôi. Bài 1 yêu cầu các em khoanh vào những từ ngữ có nghĩa giống nhau trong các câu in đậm. Ta có đoạn văn: Rừng cây im lặng quá, một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Gió bắt đầu thổi rào rào, phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi. Nắng bốc hương hoa tràm ngây ngất, thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Thoát cái, cả một khoảng rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng. Như vậy, chúng ta có các câu in đậm ở đây. Đó là rừng cây im lặng quá, phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi. Thoát cái, cả một khoảng rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng. Vậy các từ giống có nghĩa giống nhau trong ba câu in đậm này đó là im lặng, yên tĩnh và tĩnh lặng. Chuyển sang bài số 2. Cô có bài tập số 2 như sau. Chọn từ thích hợp thay cho từ in đậm trong câu và viết lại câu hoàn chỉnh. Ở đây chúng ta có 3 từ là từ sừng sững, chăm chỉ, vàng rộm, vàng ruộm. Đấy. Và chúng ta có 3 câu. Câu thứ nhất: Những người dân quê tôi rất hiền lành, chịu khó. Câu thứ hai: Dưới ánh nắng mặt trời, cánh đồng vàng rực màu lúa chín. Câu thứ ba: Đi qua cánh rừng, một dãy núi hùng vĩ hiện ra trước mắt chúng tôi. Như vậy, các em sẽ dùng 3 từ ở phía trên để các em điền vào các cái từ thay thế cho các từ in đậm ở 3 câu A, B, C. Các em hãy dừng lại làm, sau đó thì sẽ đối chiếu với phần bài chữa. Bây giờ cô chữa bài như sau. Câu A: Những người dân quê tôi rất hiền lành, chăm chỉ. Từ chăm chỉ cô thay cho cụm từ chịu khó. Tiếp theo câu B: Dưới ánh nắng mặt trời, cánh đồng vàng ruộm màu lúa chín. Như vậy cụm từ vàng ruộm cô đã thay thế cho vàng rực. Câu tiếp theo: Đi qua cánh rừng, một dãy núi sừng sững hiện ra trước mắt chúng tôi. Như vậy cụm từ hùng vĩ đã được thay thế bằng cụm từ là sừng sững. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Bài 3, đặt một câu có hình ảnh so sánh để tả cánh đồng hoặc dòng sông. Đề bài có làm mẫu cho các em: Vào mùa lúa chín, cánh đồng quê tôi như một tấm thảm vàng rực. Vậy bây giờ các em hãy dùng một cái hình ảnh khác để các em so sánh cánh đồng hoặc là dòng sông nhé. Các em có thể tham khảo như sau. Buổi tối mùa hè, dòng sông quê tôi chảy dịu êm như một tấm lụa đào, in ánh sao lấp lánh. Cô chuyển sang bài tập số 4. Khoanh vào từ không có nghĩa giống với các từ còn lại, tức là khoanh vào từ mà có nghĩa khác với các từ còn lại đấy. Ở ý A, chúng ta có các từ đỏ ối, đỏ rực, đỏ chói, hồng tươi và đỏ ửng. Ở ý A này, chủ yếu các từ đang nói về màu đỏ, chỉ có màu hồng tươi là nói về màu hồng thôi. Như vậy là cái này nó không giống nghĩa với các từ còn lại, đều nói về màu đỏ. Ý B, gầy gò, gan góc, gầy guộc, khẳng khiu. Các cụm từ gầy gò này, gầy guộc và khẳng khiu thì để nói về hình dạng. Còn gan góc này là nói về tính cách. Đúng không? Như vậy không giống nghĩa với các từ còn lại ở đây, chính là gan góc. Tiếp tục chúng ta có ý C, gồm các từ rộng lớn, mênh mông, bao la, mịt mù và bát ngát. Vậy các từ có nghĩa giống nhau ở đây đó là rộng lớn, mênh mông, bao la và bát ngát. Còn từ có nghĩa không giống ở đây chính là từ mịt mù. Các em sẽ khoanh vào cụm từ mịt mù cho cô.
Cô chuyển tiếp sang bài tiếp theo. Có bài tập số 5 như sau. Đọc bài Cửa Tùng hoặc tìm đọc một câu chuyện, bài văn, bài thơ về quê hương, đất nước và yêu cầu các em viết thông tin vào phiếu đọc sách. Chúng ta có phiếu đọc sách như sau. Ngày các em đọc sách là ngày bao nhiêu các em ghi vào. Ví dụ như ngày cô đọc sách là 26 tháng 3 năm 2023 chẳng hạn thì cô sẽ ghi đấy. Ngày tháng năm chúng ta đọc quyển sách đấy hoặc là bài thơ, bài văn đấy. Vào ngày tháng năm nào thì các em điền vào. Tên bài ở đây là bài Cửa Tùng của tác giả Thụy Trương. Nhân vật, cảnh vật, sự việc được nói đến ở đây chính là vị trí và vẻ đẹp của Cửa Tùng. Cảm nghĩ của em về quê hương đất nước thì quê hương đất nước ta có vô vàn cảnh đẹp, chúng ta cần phải biết trân trọng, bảo vệ và gìn giữ cảnh đẹp của quê hương đất nước. Các em muốn chia sẻ bài đọc này với ai? Các em có thể chia sẻ với bố, với mẹ, đúng không? Với anh chị, tức là với hoặc là ông bà, người thân trong gia đình của các em. Hoặc là các em cũng có thể chia sẻ với bạn bè, phải không nào? Như vậy các em có thể chia sẻ với người thân và bạn bè của các em. Mức độ yêu thích ở đây là nếu như mà các em yêu thích bài đọc này thì các em sẽ cho mức độ yêu thích là 5 sao. Trên đây, cô và các em đã vừa đi xong được các bài tập trong vở bài tập tiếng Việt lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 18, tập 2. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông nhé! Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.